Chúng ta sẽ được tiếp tục với tiết mục Hát Văn Chầu Năm Suối Lân sẽ được trở lại với câu lạc bộ An Chiểu 1 sẽ cùng tiếp tục trở lại với sân khấu ngay lúc này. Vâng, xin quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục chào đón một giáo văn nghệ thuật Chầu Năm Suối Lân. Một tràng pháo tay thật lớn thưa quý vị, xin mời. Thank you.
là Phật lạy Chầu. Một cái thật lớn quý vị ơi. Xin được cảm ơn Chầu và Túc Múa. Vâng, rất tuyệt.